追自我，他跟他的不管多，无情上太自我，一向挑剔声音多，傻傻的猫科，像每事觉得不妥。忠心小狗拖一拖，完全违背自我，身边统统管得多，常常重复犯错，仿似初恋的错过，于心带着傻傻气的一个。你是你，我是我，两样性情没错。你或我各自过，发现对方经过。爱着你，爱着我，纵是来自极端的结果，仍然爱我。情曾对偶有如小狗，诚意全奉上的温柔。时常是我好友，爱未够因由甜蜜。牵手情寻对偶犹如小丑，常带来欢笑都不够。无论逝去的、现有的、还幸有，甜蜜幸福声音我独有。Rồi, sao việc lớn vậy mà không nói cho ba biết hả? Chuyện gì? Ba đã báo cáo của con rồi. Con bị ung thư mũi phải không? Chuyện bị ung thư mũi lớn vậy mà ba không biết gì hết. Sao con không nói cho ba biết? Con giấu ba. Con nói đi. Con giấu ba nên vì không muốn nhìn thấy ba như vậy. Ba có rối lên cũng đâu làm được gì. Ba nhớ là đừng làm ồn lên, chạy nói lung tung, đặc biệt là má. Ba là ba của con chứ đâu có phải là hàng xóm. Con gặp chuyện gì ba sẽ lo cho con. Được rồi, con tự lo cho mình được mà. Bà yên tâm đi. Bà biết trước đây bà không phải là người tốt. Bà chỉ biết vui chơi, chưa làm tròn trách nhiệm một người cha tốt. Nhưng con yên tâm đi, bắt đầu từ ngày mai, à không, bắt đầu từ bây giờ nè, bà sẽ là một người cha tốt nhất. Bà sẽ chăm sóc con chu đáo. Bà không có để con phải chịu khổ một mình nữa đâu ha. Con trai à, sau này có bệnh gì, người đầu tiên phải báo là ba. Con hứa với ba. Cũng may bệnh ung thư mũi của con là chuyện 2 năm trước. Nếu không thì cả đời này... Cái gì? Bà nói 2 năm trước bà đã nhìn thấy báo cáo đó à? Đúng rồi. Ôi, Ai Di Đà Phật, may mà bây giờ con không sao nha. Đúng rồi, bà phải mau mau đi mua ít linh chi trùng thảo về để bồi bổ cho con mới được. Ê MC, để tôi. Anh làm quảng cáo thì còn được. Mấy việc nặng nhọc này anh để tôi làm cho. Xong. Cảm ơn. Nè, anh ít khi nói 2 từ cảm ơn mà làm phòng phục vụ khách hàng thay đổi nhiều quá. À đúng rồi, cảm ơn bánh sandwich của anh. Không có gì. Trước đây anh cũng thường mua đồ cho tôi mà. Tôi chỉ sẵn tiện mua thêm một phần thôi. À, đơn xin phép đó tôi coi qua rồi, không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà tôi muốn biết sao phải nghỉ 2 tháng, sao nghỉ lâu như vậy? Tôi đi du lịch. Du lịch mà cần tới 2 tháng sao? Dù vậy cũng nghỉ phép để đi nhiều nơi thôi. Đâu có đơn giản vậy. Dù gì á, chúng ta cũng là anh em. Anh không ngại nói tôi nghe chứ? Anh cũng biết nói chúng ta là anh em. Vậy mà chuyện của tôi anh không biết. Nói cũng phải. Có một chuyện tôi định hỏi anh từ lâu lắm rồi. Tôi đã hại phòng quảng cáo của anh, làm anh bị mất chức. Bây giờ anh còn giận tôi không? Không có. Thật sự là không có. Phòng quảng cáo giờ không dẹp thì sớm muộn gì cũng dẹp thôi. Đời người ngắn ngủi, chuyện gì cũng mang trong người, làm người như vậy mệt lắm. Nhưng tôi thì vẫn cứ giữ trong lòng. Giờ mỗi khi tôi đi thuyền qua bờ bên kia, tôi thường nhìn thấy những biển quảng cáo đèn đủ màu mà chúng ta đã làm. Nghĩ lại năm đó chúng ta rất là cực khổ. Ý tưởng của chúng ta, khách hàng không đồng ý.
Chủ đầu tư thì gây phiền phức, ông chủ thì gây áp lực, chúng ta thì như cái bánh sandwich kẹp ở giữa. Lúc đó cũng nhờ anh kiên trì, kiên trì với ý tưởng, kiên trì với vị trí đó, nói đến hết nước giải. Cuối cùng khách hàng cũng gật đầu, chủ đầu tư gật đầu, ông chủ thì hớn hở. Ừ, anh đúng là có bản lĩnh. Bản lĩnh gì chứ, chỉ là tôi cứng đầu quá thôi. Tôi nghĩ đã làm thì phải làm cho bằng được. Nghĩ lại năm đó anh đi theo tôi cực lắm hả? Cực chứ, nhưng mà xứng đáng. Bây giờ nói với anh chuyện hồi trước thì tôi không thể nào tin được. Mà cũng nhờ những thành công đó, bản thân của tôi á, thấy phòng quảng cáo mới có chút công trạng. Tuy bây giờ phòng quảng cáo không còn anh nữa, nhưng mà tôi vẫn mong chúng ta tiếp tục hợp tác, tiếp tục cùng phát triển phòng phục vụ khách hàng. Cho nên anh không được có chuyện gì hết. Anh nói cái gì vậy, có chuyện gì đâu. Tóm lại là chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác, nhất định ha. Cậu Miêu à, báo cáo bệnh của cậu đã có rồi. Bác sĩ, tôi chuẩn bị tâm lý rồi, ông nói đi. Báo cáo chứng minh tế bào ung thư có tái phát, tế bào ung thư đã di căn tới phổi rồi. Trị kích nào, dùng kích xạ trị hay quá trị vậy? Tế bào tái phát lần này di chuyển tới nhiều nơi và đã là giai đoạn thứ ba. Vào giai đoạn cuối, các tế bào ung thư di chuyển còn nhanh hơn nữa. Cho nên phương pháp quá trị xạ trị đều phải dùng, nhưng mà phải chuẩn bị tâm lý vì không có hiệu quả cao. Theo tôi chẩn đoán, cậu còn khoảng 6 tháng nữa. Bệnh viện này vừa đẹp mà lại có nhiều y tá quá. Lần trước anh bị bệnh đã vào bệnh viện này rồi đúng không? Vừa rồi tôi thấy anh đi ra từ khoa ung thư. Bệnh cũ của anh tái phát hả? Ơi, bệnh tật chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trước đây thì mới sợ, ngày nay y học tiến bộ, làm mấy lần trị liệu hay phẫu thuật nghỉ ngơi vài ba tháng đi làm là được rồi, không sao hết đó. Lần trước chẳng phải anh đã chiến thắng rồi sao? Lần này đánh thắng tiếp. Nếu cần giúp đỡ gì thì anh cứ việc nói ra, tôi có thể làm tài xế cho anh mà. Thu Trì à, tôi đối xử với mọi người có tốt không? Theo tôi thấy thì nhiều lúc cách làm việc của anh có vẻ không được lòng người cho lắm. Anh có thể nói cho tôi biết, tôi thật sự rất muốn biết tại sao ông trời muốn trừng phạt tôi. Suốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Trên thực tế, nhiều người xấu xa hơn tôi. Tại sao ông trời cứ đùa giỡn với tôi? Đùa hết lần này tới lần khác, phạt hết lần này tới lần khác chứ. Tại sao? Anh bình tĩnh đi. Anh nói tôi làm sao mà bình tĩnh được? Tôi sắp chết rồi, chỉ sống được 6 tháng nữa thôi. 6 tháng? Bác sĩ có nhầm lẫn không vậy? Tôi giỏi tới lớn, tôi chỉ sống có một mình. Tôi tự mình phấn đấu, khó khăn lắm mới gặp được Gia Gia, nhưng rồi cậu cũng chết vì tai nạn. Còn tôi thì bị bệnh, lúc đó tôi muốn chết thì lại không cho tôi chết. Bây giờ khó khăn lắm tôi mới sống cùng với ba má tôi, cả nhà vui vẻ. Tôi rất muốn được sống với người thân của mình, tôi rất muốn cùng sống với người tôi yêu thương. Nhưng mà ông trời cứ muốn tôi chết. Tại sao? Tại sao ông nói với tôi như vậy?
Tôi không hiểu, anh nói với tôi đi, tại sao? Trước tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã làm điều tra giúp tôi lần này. Đề tài chính của chúng ta lần này là bảo hiểm. Tôi rất muốn biết suy nghĩ của mọi người về bảo hiểm. Mọi người có thể thu thập ý kiến của bạn bè mình. Sao phải mua bảo hiểm? Nếu như mua, bạn tôi làm về bảo hiểm, tôi sẽ mua một phần giùm ảnh. Tôi nghĩ mình nên mua bảo hiểm cho người thân của mình. Lỡ như mình có chuyện thì nó có thể giúp họ. Nên tôi mua bảo hiểm là vì người thân của mình. Tôi đã xem qua quảng cáo, nó chỉ cách chúng ta yêu những người ruột thịt của mình. Có thể nói một phần bảo hiểm là thể hiện một tấm lòng. Tôi thấy rất lãng mạn đó. Tôi sẽ mua cho bà xã tôi một phần. Ví như vậy sẽ giết được rất nhiều. Sao hả? Có được gì rồi? Tôi nghĩ ra được một ý tưởng. Bảo hiểm giống như là một người chăm sóc, luôn luôn kề cận. Chúng ta có thể dùng ý tưởng này để giới thiệu cho Khúc Thăng. Ok, mọi người đã đông đủ rồi. MC đâu? Hiện MC có nhiều khách hàng nên ảnh sợ làm không kịp, đã xin rút lui khỏi dự án Khúc Thăng. Hôm nay đã xin nghỉ phép. Vậy không thể giúp được gì cho Chao Chao rồi à? Ba à, tụi con làm việc theo nhóm, thiếu đi một người công việc vẫn có thể trôi chảy. Tốt, có ý tưởng gì không? Nói ba nghe. Tụi con sử dụng ý tưởng người chăm sóc làm chủ đề quảng cáo cho Hút Thăng. Ý tưởng này rất hay. Đúng vậy, chúng tôi đã có phỏng vấn nhiều người và rút ra được một kết luận. Đó là mỗi người sống trên đời đều mong mình có một người chăm sóc. Và bảo hiểm chính là một người như vậy. Cho nên quảng cáo lần này của chúng ta là biểu đạt cảm tính. Ai cũng mong muốn mình có được người chăm sóc bên cạnh. Khi mình không được vui, có thể ôm mình mà an ủi. Khi trong nhà có chuyện không hay thì có thể thay mình giải quyết và cùng mình theo đuổi lý tưởng trong cuộc sống. Nếu như có người chăm sóc như vậy bên cạnh thì thật là đáng quý. Chào chào, em không sao chứ? Không sao. Ý tưởng này nghe cảm động lắm. Được rồi. Chao Chao mà nghe xong thấy cảm động, chứng tỏ là ý tưởng này hay. Chúng ta cứ tiến hành ý tưởng này được chứ? Ok, tan họp. Chúng ta nói chuyện được không? Ngồi đi. Vừa rồi ngồi họp thấy em không tập trung, hình như có tâm sự. Em không sao chứ? Em đang nhớ MC hả? Anh biết MC rất quan tâm tới em, làm rất nhiều chuyện vì gia đình em. Thật sự không chỉ gì là gia đình của em, mà anh còn làm nhiều chuyện vì mấy con vật tội nghiệp nữa. Cả em nữa. Lúc em bị thất tình, anh luôn bên cạnh em. Lúc nhà em xảy ra nhiều chuyện, anh trai em bỏ đi, ba em vì tức giận phải nhập viện. Trong lúc em cần người động viên nhất, thì không những anh không ở bên cạnh em, mà anh lại lén em ở bên cạnh người con gái khác. Lúc em đau khổ, cô đơn buồn tủi nhất, chỉ có một mình anh ấy làm phòng nhận nuôi thú cưng ở Dream Dream Bed. Sau đó bị chị dâu em biểu dẹp, anh sợ em lo lắng đã đội mưa giúp em sửa lại nóc nhà để cho tụi chó mèo không bị ướt. Anh ấy đã vì em làm rất nhiều chuyện. Anh cảm thấy xấu hổ. Là bạn trai của em đã lâu, nhưng chưa vì em làm những việc như vậy. Lúc nào cũng làm cho em bị tổn thương. Vậy hiện giờ em rảnh sao rồi? Em cũng không biết. Em đang thấy rối lắm. Rõ ràng là anh rất quan tâm em, đã vì em làm rất nhiều chuyện, nhưng đột nhiên lại nói chỉ xem em là bạn.
hình như mọi thứ đều thay đổi. Em không hiểu sao anh lại thay đổi nhanh như vậy. Đôi lúc chuyện tình cảm cũng rất phức tạp, em cần phải bình tâm lại. Em cũng muốn, nhưng em không làm được. Rõ ràng anh rất tốt với em. Em thật sự không biết là mình đã làm sai chuyện gì nữa, khiến cho anh phải xa lánh em. Em thật sự không hiểu. Đôi khi vấn đề phức tạp, nhất thời chưa tìm ra đáp án. Hay là em đừng nghĩ ngợi nữa, chuyên tâm làm việc, đừng có nghĩ hoài một việc như vậy. Sao hả? Muốn gặp MC à? Gì chứ, tôi chỉ dẫn Billy đi dạo thôi mà. Cô đi đâu không đi? Sao cứ ôm chó đứng trước cổng nhà người ta còn nói là đi dạo nữa? Tôi thích đi dạo ở đâu liên quan gì đến anh? Cô lại muốn giở trò gì đây? Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, đừng nên phá đám nữa. Tình cảm của MC và Chao Chao chỉ mới bắt đầu thôi. Cô làm nhiều việc như vậy chỉ khiến MC cảnh giác. Có thể MC không thích Chao Chao, hoặc là ai đó cũng có cơ hội thì sao? Chắc chắn không thể nào. MC vì cô ấy mà làm nhiều việc, chỉ là vì quan tâm và chăm sóc cho cổ thôi. Anh thấy MC vì Chao Chao làm rất nhiều chuyện. Chính xác thì chỉ có một năm nay thôi, MC đã làm nhiều chuyện vì tôi. MC mới thực sự là người chăm sóc tôi. Bắt đầu từ khi tôi 16 tuổi, anh đã chăm sóc tôi, bảo vệ tôi. Khiến cô thử nhớ lại coi, chính trường nổi tiếng ở Hồng Kông này con học hết rồi, con được F3 phải bắt con ra nước ngoài học. Đi đến một nơi thật xa, nơi mà không ai biết con. Con nghĩ hả, sau này ba không cần phải đóng học phí cho con nữa, con sẽ tự ra ngoài làm gì? Em không biết trời cao đất rộng, chưa tốt nghiệp trung học thì làm được gì chứ. Em như vậy làm sao mà không dựa vào người khác? Nếu em không muốn dựa vào ba mình thì lấy bản lĩnh đó mà học hành cho đàng hoàng đi. Sau này trả lại cả vốn lẫn lời cho ba các em. Em nói em có bản lĩnh mà. Anh tới để làm gì chứ? Tiễn em lên máy bay à? Em không muốn gặp anh. Anh cũng không muốn gặp em, sợ bị già lây. Nè, đây là số điện thoại của anh, có chuyện cần cứ gọi. Dù gì em cũng sẽ nói ba em tìm anh, đừng có lông bông nữa. Qua bên đó chăm chỉ học tập, đừng để người ta coi thường, biết chưa? Số điện thoại mà MC cho, tuy là tôi chưa bao giờ gọi, nhưng tôi biết nếu như có chuyện gì thì tôi có thể gọi cho anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ tôi. Cho dù anh có chửi tôi thì đó cũng là vì lo cho tôi. Thì ra người chú mà cô yêu thầm chính là MC. Vậy cô về lại đây là vì ảnh? Ngay từ đầu tôi không nghĩ là sẽ sống với ảnh, bởi vì tôi thấy chúng tôi có khoảng cách, chuyện này là không thể. Nên tôi muốn giúp ảnh và Chao Chao thành đôi, cũng là để tôi không nghĩ ngợi nữa. Biết đâu MC không yêu Chao Chao, có thể đây là ý trời cho thấy tôi vẫn còn cơ hội. Tuy MC là người chăm sóc tôi, nhưng tôi quyết định muốn được sống chung với ảnh. Chuyện tôi đã quyết thì không dễ gì từ bỏ. Uống nước đi, anh sao vậy? Thật ngại quá, tôi nghĩ ở trong phòng của anh còn lấy nước cho tôi nữa. Tôi nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài. Anh yếu quá, khó chịu như vậy, đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh về đi. Không sao đâu, dù gì cũng phải đi làm, chứ nếu nằm ở nhà, rất dễ bị mọi người biết, tôi không thấy yên tâm. Chuyện anh không muốn cho đồng nghiệp biết thì tôi hiểu rồi. Nhưng mà tại sao anh lại giấu cả người nhà của mình chứ? Lúc này anh rất cần người nhà quan tâm và chăm sóc cho anh mà, phải không? Hữu Trị à, anh không hiểu sao tôi không có ngày mai. Thực sự bây giờ đúng ra tôi nên chăm sóc người thân của mình, nhưng tôi làm không được. Tôi không muốn mình là gánh nặng của họ. Nhưng một mình anh chống chọi đau đớn như vậy, anh sẽ cảm thấy rất cô độc đó. Sự đau khổ của tôi có hạn. Thực ra người đau khổ nhất không phải là tôi,
mà người đau khổ nhất là người nhìn người mình yêu xa lìa mà không biết phải làm sao và sống cô đơn một mình trên đời. Cảm giác đau khổ này tôi cảm nhận được. Khi Gia Gia mất đi, tôi nghĩ chắc anh cũng không hiểu. Cho nên tôi không muốn những người tôi yêu thương sẽ chịu đau khổ, anh hiểu không? À, tôi hiểu rồi. Ừ, nhưng hình như bây giờ chỉ có tôi đối diện với nỗi đau này cùng anh thôi. Xin lỗi nha. Xin lỗi, cảm ơn. Dạo này anh cứ nói hai từ này hoài. Không giống anh đâu. Nhưng mà sau này á, khi nói hai từ này anh cười một chút có được không? Anh nhớ cười như vậy nè. Đang coi gì mà khóc dữ vậy? Bà coi hết điện của con về Gia Gia rồi à? Con trai, số con khổ thiệt. Con trai à, má xin lỗi con. Má không biết con từng bị ung thư và có một mối tình thề non hẹn biển, sau cùng cả bạn gái con cũng chết. Ba má nhiều năm nay chưa thật sự quan tâm tới con. Để con một mình chịu đựng nhiều đau khổ, ba má thì không xứng đáng là ba má của con. Ba, ba, con trai của ba không có yếu đuối như vậy, rất kiên cường. Cho dù đau khổ như thế nào con cũng chịu đựng được. Huống hồ là chuyện đó cũng qua rồi. Mỗi người chúng ta đã có thể hiểu hết lòng của nhau rồi thì không có gì phải hối tiếc cả, nên vui lên mới đúng chứ. Nè, chuyện đó cho qua đi ha. Phía trước chúng ta ngày tháng còn dài lắm. Con trai à, chúng ta cùng tiến lên, sẽ không để con lo lắng đâu. Hậu Trì à, cậu nói tôi đừng có khóc, sao nước mắt của cậu rơi nhiều như vậy? Chắc là Hữu Trì thấy chúng ta yêu thương quan tâm nhau nên cảm động đó thôi. Tóm lại có thể sống một nhà với nhau, điều này rất đáng quý. Nhất định phải sống hết những ngày sau này. À, hôm nay đông đủ mọi người, tôi mời ăn hải sản. Má à, thay đồ đi. Được, thay đồ. Ba nữa. Loại thuốc này tác dụng chữa trị không cao, nó chỉ có tác dụng giảm đau khi cơn đau bộc phát thôi. Nè, con uống thuốc gì vậy? Không sao, con ngủ không được nên uống thuốc ngủ thôi mà. Ôi, làm ba hết hồn à. Hồi nãy ba có coi sách về ung thư mũi đó con. Nói loại bệnh này có chu kỳ tái phát 5 năm. Ba thấy con uống thuốc, sợ bệnh con tái phát thiệt chứ. Ba sao vậy? Toàn nói điều xui xẻo. Ôi trời, cái miệng ăn mắm ăn muối không à. Tôi đi ngủ đi, con không sao đâu. Có thiệt không sao không? Không sao thiệt mà. Có chuyện gì á, con nói cho ba biết liền, biết chưa? Còn nữa, bệnh này á, nó mà tái phát á, là thời kỳ cuối đó con. Dù gì đi nữa thì... Biết rồi, con đã nói là nếu có chuyện gì, người đầu tiên con nói là ba. Được chưa, ba đi ngủ đi. Hả? Ôi, con đã từng bị căn bệnh này rồi, nên phải chú ý sức khỏe của mình chứ. Ờ, con dậy đi. Sau này con đừng ăn những đồ làm sẵn nữa. Bắt đầu từ ngày mai ba nấu ăn cho con. Ba nấu? Ba biết nấu ăn sao? Không biết thì ba học. Có gì quan trọng hơn con trai của mình chứ. Ba sẽ nuôi con mập mạnh trắng trẻo. Bây giờ ba xuống lấy sò huyết nè, rồi gạo nè. Ba sẽ hầm một nồi cháo sò cho con ăn ha. Con ngủ dậy là ăn được rồi. Nè, ngủ đi. Đắp mền cho kỹ ha. Ba đừng thức khuya quá. Ồ, được rồi. Ừ.
Ông đừng có vừa đi vừa khoanh tròn nữa được không? Hồi nãy lúc ăn cũng khoanh khoanh cả tiếng đồng hồ rồi, và bây giờ có nhiều việc hợp với ông lắm sao? Cô còn nói nữa, trước đây chồng của cô là một nhân viên bán hàng giỏi lắm đó, kinh nghiệm phong phú, tính tình vui vẻ, tích cực năng động. Ông nói mình có nhiều uy phong như vậy mà sao ông thất nghiệp lâu quá vậy? Ê, cô không hiểu đâu, tầng thứ không thống nhất. Tóm lại là tôi muốn thăng tiến. Giờ mà tôi tìm được việc, tôi sẽ làm thật tốt công việc này. Nỗ lực cố lên, Daimosan. Alo, hi. Xin chào, chào buổi sáng. Tôi là Mưu Đại Vũ. Cho tôi hỏi có phải anh đang tuyển người bán hàng hay không vậy? Nghe giọng tôi già hả? Không tuyển. Alo. Sao hắn phân biệt tuổi tác dữ vậy chứ? Người ta không có sai. Lúc tôi đi mua đồ thấy tuyển toàn nữ bán hàng xinh đẹp. Ông già đầu rồi, tìm việc khó lắm. Nhưng tôi thì khác. Nè, lúc này là lúc nào rồi mà cô còn đi mua đồ được? Cửa hàng này tôi thân lắm, họ đang cần tuyển người mà. Nè, tôi thì tính tình vui vẻ, tích cực năng động. Quan trọng nhất là tôi có con mắt thời trang nữa. Ngoài ra, vẻ ngoài của tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi, người ta nhất định sẽ chọn tôi. Trẻ tuổi xinh đẹp? Cô mất chứng minh thư hay sao? Quên tuổi mình rồi hả? Thằng mù cũng nhận ra nữa là. Để nhìn xem cô nói được mấy câu. Không phải chứ. Vậy cũng được. Hả? Mưu Đại Vũ, ông tới đón tôi tăng sở sao? Ê, tôi biết bữa nay cô rất vất vả. Trước giờ cô đâu có quen làm việc này đâu. Ê, không cần nói, ngày đầu chắc không làm được gì ha. Đừng có gấp, cố lên. Ai nói là hôm nay tôi không làm được gì? Hôm nay tôi đã bán được rất nhiều hàng, tìm kiếm được còn đếm không hết nữa đó. Giỏi vậy sao? Chắc cô sống với tôi nên cũng nhiễm được khả năng bán hàng thiên phú của tôi. Không biết ai à. Để động viên cô, tôi mời cô đi ăn khuya đi. Ê, khoan đã, đợi chút, cô sắp ra rồi. Đây là những thứ hôm nay chị đã mua, tôi gói hết lại rồi. Cảm ơn. Không có gì. Mi Đại Vũ, tôi xách không hết, ông xách phụ giùm đi. Cô nói hôm nay cô bán hàng được lắm. Là cô tự mua những thứ này? Đúng vậy, họ còn cho tôi tự giữ hàng nữa. Và được hưởng theo giá nhân viên kìa. Nếu tính kỹ, có lương và có tiền bo nữa đó. Chà, cũng được lắm đó chứ. Về nhà thôi. Nè, sao ông nói là dẫn tôi đi ăn khuya mà? Cô mua nhiều thứ như vậy thì tự về nhà ăn đi. Công việc chất vả quá, má đừng làm nữa. Không được, má đã nói là má sẽ cố gắng, má không bỏ cuộc đâu. Má có đâu cần má làm việc, không cần má tự lực cánh sinh. Má cứ sống như trước, đi shopping trang điểm đẹp, tìm một người lo cho con thấy được rồi. Trời ơi, nếu tùy tiện tìm một người nào đó, hay là để Dương Thị Huy lo cho cô đi. Lâu rồi cô không có check mail nha, chắc là anh ta đã trả lời rồi. Cái gì chứ, 18 ngày rồi. Lòng tôi đã nguội lạnh, tôi quyết không đợi nữa. Có thể là do ý trời, cô vốn định đợi 80 ngày, nhưng tới ngày 81 thì anh ta mới chịu trả lời. Như vậy có phải là uổng công không? Đúng là Dương Thụy Huy trả lời mail. Dương Mỹ Hoa, anh đã xem lời em viết những ngày không có Dương Thụy Huy. Anh rất là cảm động, cho nên bây giờ đang bay về tìm em đây. Không ngờ gặp chuyện ngoài ý muốn, anh phải nằm viện đến 80 ngày. Cuối cùng anh cũng hết bệnh. Anh trở về, nhất định sẽ mua cho em nhiều đồ đẹp. Cho nên em không cần phải tốn tiền mình để mua đồ. Đồ khuyến mãi cũng đừng có mua. Đồ em mua rồi thì có thể trả lại. Cái lão già chết tiệt, đâu phải là Dương Thụy Huy viết. Tôi đọc là biết ngay ông phá đám. Ai phá đám gì đâu. Dương Thụy Huy vốn rất hiểu cô mà. Cô nói như vậy không thấy lạ sao? Hết chuyện chơi sao lấy Dương Thụy Huy ra mà đùa chứ. Nè, Miêu Đại Vũ, Miêu Đại Vũ đáng chết. Nè, tôi nói cho ông biết, tôi đối với Dương Thụy Huy là thật lòng đó. Chúng ta biết bà, đừng làm loạn lên gì, ba. Gì đâu. Alo. Dương Mỹ Hoa, anh là Dương Thụy Huy đây. Dương Thụy Huy. Nè, đủ rồi, vừa rồi giả mạo gửi mail, bây giờ còn giả mạo gọi điện thoại tới nữa. Nè, cô điên rồi hả? Mặt đối mặt thì làm sao tôi giả mạo được? Alo. Anh là Dương Thụy Huy. Đúng vậy Dương Mỹ Hoa, anh đang ở Hồng Kông, anh rất muốn gặp em. Dương Thụy Huy. Dương Mỹ Hoa, lâu rồi chúng ta không gặp.
Sao anh không tìm em, cũng không trả lời mail cho em nữa? Có phải anh thực sự muốn chia tay với em không? Lúc đầu một mình anh về Mỹ, tuy anh rất giận em, nhưng mà anh không thể kềm chế bản thân. Anh vẫn luôn luôn nhớ về em, nghĩ về em. Cho nên khi anh nhận được email của em, anh không kịp trả lời mail. Anh muốn ra sân bay, lập tức về Hồng Kông gặp em. Anh lái xe, anh chạy như bay. Anh càng chạy càng nhanh, vì không cẩn thận đâm vào cây lớn. Anh có sao không? Có bị thương không? Sao anh không nói cho em biết? Lúc đó anh bị thương hôn mê, bác sĩ nghĩ là anh sẽ không tỉnh lại nữa. Nhưng mà anh không thể quên được em. Tuy anh đã mất đi trí nhớ, nhưng anh vẫn luôn nhớ về em. Anh không thể mất em lần nữa. Ken Ken à, em có cảm giác là thích anh không? Hả? Thích là như thế nào? Thì cũng giống như cảm giác vui sướng khi em ăn đùi gà vậy đó. Đồ ngốc, khi nào thấy đùi gà thì em mới vui. Hả? Miêu Đại Vũ, phải chuẩn, hai người ra đi. Có Dương Thụy Quy mua gì cho tôi nè. Ủa, đi đâu hết rồi? Hả? Nè, hai đứa có thấy bó hoa này đẹp lắm không? Là Dương Thụy Quy tặng cho tao đó. Anh còn nói chứng minh là anh yêu tao. Không được, mình phải ghi nhớ tấm chân tình này. Bà ấy cầm bó hoa thấy rất là vui vẻ. Anh không hiểu đâu, hồi trước chủ nhân của em nhận hoa cũng rất vui vẻ. Hả? Thật không? Chó ngốc, anh kéo một bông hoa tới làm gì vậy? Em thích mà, anh tặng cho em đó. Thiệt hả? Vui quá, cảm ơn anh. Em vui thì anh cũng thấy vui. Ôi trời. Má, sao vậy? Bị đau hả? Má giá đồ, thì má thấy nút áo của con sắp bị rớt. Được rồi, đã làm xong rồi. Má đừng có làm nữa, ngày mai má phải về Mỹ rồi, thu dọn đi. Đã nhiều năm má không có làm gì cho con, má muốn là trước khi đi làm cái gì đó cho con. Nè, xong rồi. Tuy là không đẹp lắm, nhưng bảo đảm sẽ không bị sút ra đâu. Con đừng chê là má mày giá tệ đó. Làm gì có, có gì vui hơn khi được má sửa đồ cho con. Đứng dậy, xoay người lại. Làm gì vậy? Má sẽ đan cho con một cái áo len để má lấy số đo. Má biết đan áo sao? Không biết thì từ từ học thôi. Ngày mai sau khi má đi, Dương Thụy Huy sẽ dẫn má đi du lịch các nơi. Khoảng trong nửa năm thì má có thể đan xong cái áo rồi. Nửa năm? Nửa năm nhanh lắm, nhắm mở mắt là tới liền à. Nè, khi con mặc áo má đan á, thì con sẽ nhớ lời má nói. Nửa năm sau má về á, sẽ thấy con có thêm cái áo mới nữa. Con sao vậy hả? Con muốn xa má. Con trai ngốc à, làm gì mà buồn quá vậy? Con làm như từ nay không gặp lại nữa vậy. Đừng có như vậy mà. Bây giờ bác anh đi Mỹ rồi, lại có người bạn trai tốt chăm sóc cho bác, anh cứ yên tâm đi. Đúng vậy, ít ra từ bây giờ cô uống thuốc ở nhà cũng tiện hơn. Tôi cũng cảm ơn đã cho tôi uống thuốc ở trong phòng. Nếu ở ngoài kia các đồng nghiệp nhìn thấy tôi có giải thích là uống vitamin thì cũng không ai tin tôi đâu. Bây giờ anh có nói chuyện đùa thì tôi cười cũng không nổi. Phải rồi, trong này có những tài liệu mà tôi đã thu thập được về quảng cáo bảo hiểm hút thang. Anh đưa cho Chao Chao giùm tôi, như nói là tài liệu này là anh thu thập được. Anh vì trốn tránh cổ mà ra khỏi nhóm, vậy mà viết tài liệu giúp cổ. Tôi biết anh nhất định sẽ tìm cách giúp cổ, nhưng mà anh đừng có làm việc quá sức nữa. Sức đề kháng của anh bây giờ rất là yếu. Được rồi, tôi biết rồi, anh nhớ đưa cho cổ giùm tôi. Gấp vậy sao? Cổ đi rồi, ngày mai đưa không được hả? Cổ đi đâu? Hình như là nhà máy tôn bị dột nước, cổ lo cho mấy con chó nên tới đó coi.
Đúng đó, trời đang mưa to lắm. Tôi chỉ có thể lấy đồ để hứng nước thôi. Nhưng tóc bạc bị rách rồi, tôi không tự sửa lại được. Được được, tôi đợi mọi người tới. Ừ, bye bye. Anh rất muốn làm nhiều việc cho em. Khi em đói, anh sẽ nấu cho em ăn. Khi em bị lạnh, anh đắp mền cho em. Khi em khóc, anh sẽ lau nước mắt cho em. Chào chào, anh muốn nhìn em cười, muốn em được hạnh phúc. Nhưng anh sợ mình không làm được gì hết. Bởi vì anh là người không có ngày mai. Mọi người tới rồi hả? Có tỉnh rồi hả? Ừ. Làm xong rồi, bây giờ có bị dồn nữa đâu. À, mày chơi nãy giờ thì sướng rồi, còn tao thì bận rộn. Tao phải đi chợ nè, còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa. Không được thương lượng, mày đừng có trả giá với tao nha. Giờ tao vừa làm ba vừa làm má, một thân tới hai chức lận. Vừa phải làm việc nhà nè, vừa phải trông coi mày nè. Mày nghĩ giùm tao một chút đi có được không vậy? Nè, đừng có chạy tiểu ba. Tiểu ba, đừng có nhai hoa, hoa có độc đó nghe chưa. Hoa có độc đó. Ôi trời ơi, mày sao vậy? Hả? Mày quen ăn đùi gà, đâu có ăn chay đâu. Hoa để cắm chứ không phải để cho mày ăn đâu, hiểu không? Ờ, mày không ăn hoa, vậy hái hoa làm gì? Tao hiểu rồi, hiểu rồi. Đàn ông xấu thì thích hoa. Đợi chút đi. Ê, tiểu ba, nhìn mày bảnh lắm nghe. Chà, nhiều hoa đẹp quá ta. Anh đặc biệt mang về tặng em hả? Anh biết là em thích hoa mà. Nếu em vui thì anh cũng vui nữa. Coi như anh cũng có lòng. Để anh được gần cái đùi gà chút nha. Nếu em thích hoa, chúng ta cùng ra ngoài coi hoa đi. Bên ngoài nhiều hoa đẹp lắm. Chúng ta mà cùng đứng gần bụi hoa thì chắc sẽ vui lắm đó. Có đúng là có nhiều hoa đẹp không? Hay là thôi đi. Em sợ ra ngoài, em không muốn ra ngoài đâu. Em không đi. Vậy để anh hái hoa ngoài kia về cho em nha. Để em ở nhà cũng có thể ngắm được nhiều hoa đẹp. Thiệt không? Anh hứa với em, anh sẽ làm được. Cửa mở rồi, anh đi hái hoa nha. Tiểu ba. Tiểu ba. Tiểu ba. Tiểu ba. Tiểu ba. Tiểu ba, Tiểu ba, mày đi đâu vậy? Đi không phải lần đầu, tao bắt lại không được đó, mày biết không? Tiểu ba, tao không muốn la mày.
Ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ta chỉ mong là những ngày tháng còn lại đừng sống vui vẻ. Mà như vậy làm sao mà ta yên tâm đi được. Tiểu Ba, khi tao đi rồi, mày phải ngoan ngoãn, mày đừng để tao phải lo lắng nữa. Vậy chuyển quyền sở hữu nhà anh xử lý giùm tôi ha. Chiều thứ hai cũng được, chúng tôi tới phòng luật sư ký tên. Cảm ơn, cảm ơn. Bye bye. Giấy tờ nhà, tiền vốn, bảo hiểm, tài khoản ngân hàng, đầy đủ hết. Alo, Hữu Trị à? Anh nhờ tôi tìm giúp anh quảng cáo mà trước đây anh làm. Tôi đã gửi vào mail cho anh rồi đó. Có một số hình ảnh, có một số cảnh quay, anh coi có thiếu cái nào không? Việc của tôi anh rành nhất mà, anh vất vả quá. Lát nữa tôi coi. Bye bye. Cả đời của mình còn lại được bấy nhiêu, coi như sống cũng không uổng.